Dạ, xin chào cô chú anh chị của kênh Khám Phá Vùng Quê. Thì hôm nay Thảo có dịp đi về Vĩnh Long mà ghé trường hợp thăm trường hợp của hai ông bà nuôi một cái người con bị tật. Con chào bà. Dạ. Bà có ngồi dậy được không vậy bà? Ngồi khó lắm. Vậy thôi. À, ý là con hỏi bà có đứng dậy được không, mà nếu không thôi bà cứ ngồi dậy đi để con hỏi thăm nha. Dạ. Con ở trên Sài Gòn á, con xuống con hỏi thăm rồi con giúp đỡ cho bà thôi à. Dạ. Chứ không có gì đâu nha bà. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. Con nói rõ là hôm nay con xuống con thăm để mà chia sẻ cái hoàn cảnh của bà. Để mà có giúp được cái phần nào thì giúp cho gia đình mình bớt khó khăn thôi. Dạ, tôi cảm ơn cậu dữ lắm. Dạ. Tôi thì nó khó khăn rồi, tôi đi học nổi mà nuôi con nhỏ đó. Dạ. Còn ổng nữa. Và ổng phải đi bán vé số. Ổng thì đi bán vé số. Bà nói là đi bằng xe lăn hả? Đi xe lăn. Dạ, ổng gãy giò. Ổng gãy giò. Ổng té đằng đó, ổng gãy giò. Dạ, rồi ổng đi bán cả ngày luôn hả bà? Không có. Ông đi chừng ít tiếng ông về. Dạ. Mà không biết ông đi hướng nào. Có điện thoại không bà? Không. Không có số điện thoại. Có mà không biết đường ở đâu. Nói tôi dạ rồi tôi có biết đường điện thoại điện gì đâu. Dạ. Thường thường là ông đi chiều mới về hả bà? Không có. Ít tiếng à. Vậy thôi, vậy chút xíu nữa ông về thì con hỏi thăm thêm. Dạ. Trong nhà mình là có ba người vậy thôi hả bà? Ba người à. Có thằng cháu ngoại mình nó ở riêng, nó ở thuốc trong, nó không có nuôi, nó không có. Cháu ngoại là con ấy. Con của chị này. Đó. Mà nó nghèo, nó không có nuôi. Rồi, vậy thì để cho con hỏi thăm bà tên gì được không bà? Dạ được. Gia tên Sáu. Bà tên gì Sáu bà? Nguyễn Thị Sáu, năm nay tôi 88 tuổi. 88 tuổi, bà Nguyễn Thị Sáu năm nay 88 tuổi rồi. Bà rồi ông là tên gì bà? Ông là Tăng Văn Hồng. Tăng Văn Hồng, cái cô trong đó rõ quá hả? Nó cũng tỉnh mà nó sụi, nó mà nấu cơm phải đút cho nó. Dạ. Nó không có cự quậy được. Cô bị gì á bà? Tai biến. Tai biến nằm một chỗ hả? Nằm từ hôm tháng 2 tới nay. Tháng 2 là trước dịch đó đúng không? Dạ. Nuôi nó tới nay. Rồi cô đó có chồng không bà? Không. Rồi không có chồng nhưng mà kiếm con thôi hả? Được cái thằng con mà nó nghèo, nó cũng đi mần mướn mần thê đâu, nó đâu có nuôi được. Dạ. Bà có tất cả được mấy người con bà? Có một đứa con gái đó. Dạ. Nhưng thằng cháu ngoại. Rồi có con trai không? Dạ không. Có một mình cô này thôi hả? Có mình cô thôi hả cô? Thôi để con vô con hỏi thăm cô cho nó rõ được không? Được. Dạ, thế để con vô con hỏi cô cho nó rõ hơn bà ha. Bà cứ ngồi đó cho nó khỏe đi. Bà cứ ngồi với bà đừng có đứng dậy nha. Để con hỏi thăm thêm cô, con quay coi cái hoàn cảnh của cô trong cô. Con bước đi vô. Cô có mặc áo quần đúng không? Đó. Dạ, rồi cô có mặc. Cô ơi, cô kéo cái mền xuống xíu đi. Đó, đúng cái mền che lên, lấy cái mền xanh á, lấy cái mền xanh che lên đi. Đúng rồi, cô che kỹ rồi con quay phim. Đúng rồi. Được chưa? Rồi, rồi được rồi, cô dựa chân xuống đi. Rồi, đúng rồi đó. Dạ. Vậy là cô bị tai biến là mấy tháng rồi á hả? Cả năm mà. Cả năm rồi. Dạ, tháng 2 giờ, tháng 2 lại rồi. Rồi cô có lập gia đình không cô? Có, con đứa con rồi, thôi lâu rồi, thôi rồi tiếp thu tới giờ. Thôi chồng á hả? Chồng thôi, xui bay á thôi. Dạ, xui bay là... Không, cô nó mới bị một tháng mà, một năm nay mà. Dạ, chứ mà chồng là thôi từ hồi tiếp thu mà. Chồng thôi lâu rồi. Dạ, rồi cô đi làm cái gì cô? Bán vé số. Cô đi bán vé số rồi, hai cha con đi bán vé số vậy thôi ha. Dạ. Cha mẹ là có một mình cô thôi hả cô? Có mình tôi à. Dạ. Rồi cha có hỏi thăm cái là con cô đi làm gì, anh đi làm gì? Đi làm mướn, ai kêu gì làm mấy. Được bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó bốn mấy tuổi rồi. Dạ, mà có lập gia đình chưa?
Có vợ bỏ rồi. Cũng vợ bỏ luôn. Rồi có cháu nội không? Có cháu nội mà nó đi làm công ty hết trơn. Ừ, cháu nội chắc phải 20 tuổi rồi đúng không? Nó 23. Dạ. Cháu cố 23 tuổi rồi, cũng lớn rồi đấy chứ. Rồi bây giờ là cơm nước là bà nấu cho cô ăn hả? À, bà nấu bà đúng. Dạ. Cái này là mình từ đang đi làm nó bị tai biến và sùi xuống đó hả cô? Ờ, đang đi bán rồi nó sùi. Dạ. Còn ba tôi đi bán thì té. Dạ, ba đi bán thì té gãy tay, gãy chân. Không phải gãy chân, gãy xương đùi á. Ừ, mà gia đình bi đát quá dữ vậy. Ừ, trước đó thì nếu mà cô chưa có bị tai biến cách đây một năm ấy, với ông cũng chưa có bị gãy đùi á, thì gia đình mình cũng đâu đến nỗi khó khăn lắm đúng không? Không. Dạ. Thì con nghe có cái thằng, có cái người nhà hảo tâm họ giới thiệu, họ nói giúp giùm cho gia đình đó. Gia đình chịu hết nổi rồi. Rồi cái nhà này là hồi đó ông bà cất lên hả cô, hay là nhà nước cho? Ông bà cất. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó xuống cấp hết trơn rồi nè. Bây giờ trời mưa nó dột á. Dạ, con nghĩ là mưa dột, con nhìn lên trên trời con thấy nó ánh sáng nó xuyên vô nè. Đây ánh sáng. Ánh sáng nó xuyên vô là biết cái nhà bị thủng. Cái nhà thì nó cắt trên cái mé sông á, đây nó xuôi lui phía sau là mé sông. Nhà này thì cũng xuống cấp dữ lắm rồi, các ông bà cắt lâu lắm luôn rồi. Ồ, 196 mấy luôn á bà hả? Dạ. Có một phần trước đây là cất hả nè. Ờ, còn sau là tạm cơi nới lên tạm bờ vậy. Đó thì Thảo quay bên trong cái nhà cái cho mọi người coi cái nhà của bà. Có được một chút xíu bê tông phía trước, còn sau đó là cơi nới lên lại. Ba người ba cái giường vậy đó. Bây giờ ông đi bán vé số, ông chưa có về cho nên Thảo không có quay hình ông được. Nhà này là ở ngay mé sông luôn. Nhà nước có cho cái nhà cho ở trong nhà luôn đó. Để con đi quay cái này bên dưới cái mé sông nữa. Nhà này ở ngay mé sông. Rồi nhà thủng hết trơn. Thường là ông đi bán mấy giờ mới về lắm mà. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 65. Dạ, cho con hỏi thăm tên cô cái được không? Tăng Thị Ngọc Hoa. Cô là Tăng Thị Ngọc Hoa, 65 tuổi. Xưa giờ cô đi bán cái số không vậy đó hả? À. Dạ. Rồi con trai có hay về thăm cô không? Nó đi làm rồi, chiều nó về. Chiều là về đây luôn hả? Về một chút nó đi à, về một chút nó đi à. Nhưng mà về mà nó cắt móng tay, móng chân rồi cho cô hết hả? À. Không có, có tắm rửa cho cô không? Có. Nói với con đó, con ở chủ nhật mới tắm. Chủ nhật nghỉ là công ty á. Con trai là con gái cô? Gái. Dạ. Chủ nhật nói nghỉ, ngày đi làm xuống rồi, 8 giờ tối mới về. Dạ. Nó là tăng cả 8 giờ, 9 giờ đêm mới về. Dạ. Dạ. Ông có đâu không đứng, cậu nói thôi coi đừng. Thôi bà cứ ngồi vậy thôi, đừng có đứng. Bà nói bà đứng cũng được, mà đứng yếu lắm, lâu lắm. Thôi đứng làm chi. À, rồi nhà nước cho mình cái nhà là cho chỗ nào bà? Ở trong trong á. À mà cất trong, có cất chưa? Có cất rồi, thằng cháu ngoại nó ở. À cất rồi, cái anh cháu ngoài ở trong á ha. À, dạ. Nó ở riêng trong đó. Dạ. Ờ, với cho nó không có ở chung đây. Ờ, với cháu ngoài, với cháu cố trong đúng không? Nhỏ cháu cô hôm nay nó 3 tuổi rồi. Dạ, hai cha con nó ở trong đó đúng không bà? Dạ. À, mà nó mặn, trời đất ơi, nó dây tiền nhà nước nữa, nó không có dư. Dạ. Cất cái nhà cũng còn thiếu nợ nhà nước. Ờ, à, đúng rồi, dạ. Thì nhà nước cho rồi mình vay thêm để mình cất cho nó khang trang để mình ở đó đúng không? À, cho mà còn dây tiền nhà nước. Bây giờ... Ở nhà nó còn thiếu nợ chưa có trả hết. Dạ, bà ơi bây giờ là mình sống là chủ yếu là dựa vào tiền nhà nước cho đúng không bà? Ừ. Ta có 270 à. Tháng cho 270 hả cô? À. Cho bà già đúng không? À.
rồi ông cù có chưa? Có 270 à, là được 540 hai người rồi, là đâu có mua thuốc đâu. Rồi cô có không? Cô ơi, cô có được tiền không? Có 270. Vậy là ba người vậy đó hả? Mà mua thuốc một tháng hết trên 1.000.000 rồi. Ôi dồi, vậy đó hả? Vậy là chứ đi phải đi rồi. Phải đi bán thêm vé số. Đó, à, đó, nè. Thuốc nhau hết trơn đó. Dạ. Ngày nào cũng đó. Rồi con biết rồi, thì thuốc dành cho người già cảm huyết áp rồi này nọ đủ thứ được. Trước là có ai cho với tim với tảo không cô? Hả? Cũng nè. À, thuyền nó chạy phía sau nè. Tối tàu nó chạy với không dữ. Dạ, có ngủ được không bà? Cùng quen rồi ha. À, ngủ thịt à? Một đêm ngủ chừng 1 tiếng như 2 tiếng à. Bà ơi, mình có được nhà nước cho hộ nghèo không bà? Có. Có, vẫn có hộ nghèo ha. Có, lấy lại rồi. Lấy lại rồi hả? Cần bị con nhỏ cháu cố nó lớn rồi, rồi ở trong lấy lại mất tiêu rồi. À, có nghĩa là xây cho cái nhà rồi lấy lại đúng không cô? Ừ. À, nói nhỏ nó mà nó nuôi gia đình được rồi, mà rốt cuộc nó có nuôi gì đâu. Có nghĩa là cháu cố nó đi làm nuôi được gia đình là lấy lại hộ nghèo rồi đó. Ừ. À, thôi vô giờ mấy cậu lấy cho tôi có nhờ nó được cái gì đâu. Dạ. Nó làm không đủ nó còn cái ai mà nó lấy chữa sạn. Nó chữa sạn quần áo gì nó làm không đủ khó đầu cho. À, cô ấy bữa nãy giờ là có cái đoàn từ thiện nào vô quay phim giúp đỡ cho gia đình mình chưa cô? Chưa luôn hả? Chứ hoàn cảnh khó khăn vậy vẫn ai biết rồi ta. Đó, cho bếp ra, cho này nấu đó. À, cái đó là của nhà nước cho đúng không? Ở trong ủy ban chở ra cho đó. Dạ, trong ủy ban cho. Ừ, rồi hết thì ở mấy cậu bơm không có lấy tiền. À, hết ra là có người đổi, không có lấy tiền. Dạ, vậy là cũng đỡ. Rồi cho cái bàn bán với số đó. Dạ, cho cái bàn. Chứ cho được 1.000.000. Lâu chưa bà? Lâu rồi. Dạ, vậy cũng mừng. Rồi, cho ông bán đi. Dạ. Ông bà sống quá. Bà nấu cơm hả? À, bà tự nấu cơm hả? Tôi nấu cơm, phải đút cho con nhỏ nó ăn. Và ông gãy giò, ông đi cà xích, cà chuối mới cho ông. Đi chịu đi không nổi. Trời ơi, 88 tuổi rồi mà giờ phải nuôi lại con luôn đó. Ồ, dữ vậy đó. Thôi giờ làm sao rồi. Tối cái 11, 12 giờ kêu má ơi đái, cầm phải thức dậy đi đổ mô cho nó. Dạ. Cho tôi làm sao giờ. Nhưng mà sao mình cho cái người cháu cố ở chung đây để lo lắng thêm cho gia đình? Nó đi làm nó sống. Nó cũng nghèo, nó đi làm nó sống. Nếu nó đi mà công ty đó, nó ta nhiều khi 7-8 giờ mới gì à. Còn như vậy nó sáng nó đâu có mần nổi. Nhưng mà một mình em đó đi làm về có gửi tiền cho bà nội với cho bà cố không? Không. Không có đo đồng thu nào mà còn thiếu nữa. Sao kỳ vậy mà sống của mình mà sống không đủ? Trời ơi nó... Lương công nhân chắc cũng 6-7 triệu chứ. Đâu có. Nó nói đâu có 3-4 triệu vậy. 3-4 triệu thôi hả? Còn nó... Con gái mà. Dạ. Quần này áo nọ đồ sửa soạn đồ đó bà nói sửa soạn đồ đó rồi có cái gì ôi con ơi con có dư tiền không nó con không có mà có rồi còn mình nói sao vậy. Dạ rồi. Thì cũng có được nhờ thôi hôm nay con ghé con thăm bà nhưng mà ông chưa có về thì thôi con thăm bà với thăm cô con gái của bà thôi. Có dịp thì con ghé lại con thăm ông. Rồi, cảm ơn. Dạ. Vì là những cậu nhiều dữ lắm. Dạ. Cảm ơn nhiều dữ lắm. À, con thăm rồi con có tặng cho bà ít tiền nha. Dạ. Bà với cô con gái là xài chung luôn đúng không? Xài chung. Xài chung. Bà mua đồ ăn cho cô ha. Bà giữ đi nha. Bà giữ tiền được không vậy? Được. Vậy thường thường tiền nhà nước là ai đi lấy? Đây thằng cháu ngoại nó ra nó lấy giùm đi không được, không có ai đi lấy được. Rồi cái anh cháu ngoại đi lấy về rồi đưa cho bà hay là đưa cho cô? Được,
tôi đó. À đưa cho bà. À, hôm nay con ghé con thăm bà là có cái cô Trần Lâm Hiền ở bên Đức á. Dạ. Bố gửi tặng cho gia đình 2 triệu để mua đồ ăn nha. Dạ, trời ơi cảm ơn nhỉ. Nhiều quá mua. Đợi con xíu đi, con quay cái tên của cô cái. À, của số tiền 2 triệu đồng của cô Trần Lâm Hiền ở bên Đức á. Dạ. Dạ. Trời ơi sao mà tôi gửi cảm ơn cho được. Trời ơi tôi đòi ơn dữ lắm. Dạ. Ăn tôi đi mua đồ, đồ tôi ăn. Rồi bà đi mua đồ ăn ấy rồi cả gia đình. Mà gửi người ta mua đi không được. À, à thì mình cứ gửi. Dạ. Ừ, không, đây con đưa cho bà này. Đó 1 triệu. Dạ. Dạ cảm ơn. Rồi 2 triệu bà ơi. À. Bà có biết tiền không vậy? Biết. À cô nói biết. Một tờ đó nhiêu? Một tờ giấy 500. Đúng rồi, tờ giấy 500 bạc á. Dạ. Biết. Bà cất cẩn thận kẹo rớt nha. Hỏi mà ông tôi mang đi vô ta cho anh chịu bạc. 500 giờ ông kể 20 ông thổi cho anh ta. Ôi trời uống vậy? Cái người ta đi khúc. Nói ông ơi trời đó coi 500 mà ông kể có hay. À người ta coi là trả cho ông đúng không? Ơi trả lại. Dạ. Trời ơi. Tôi mà ăn của ông là tôi chắc tôi chết. Đúng tôi rồi, không ăn mắt. Ông bà già đâu. Trả lại cho. Dạ. Rồi ông đưa ý số nhiều khi dưới người ta anh chút người ta trả lại người ta cũng trả. Dạ. Không có ai lấy vậy. Rồi đúng rồi, ngay lấy của mấy người lớn tuổi đó. Mừng quá bà ha, được tiền con. Được. Trời ơi, tôi mừng quá. Mừng quá. Cảm ơn quá. Dạ. Rồi, để dành cất mua đồ ăn nha. Thôi con thăm ông bà, thăm bà với cô cái con đi. Ơi tôi cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn nhiều dạ, lắm. Dạ. Tôi nhớ tôi nhắc lại đó. Dạ. Hôm qua có cái anh gì anh vô chụp hình buổi tối đúng không? Con nhờ anh vô là anh xin địa chỉ đó. Vậy hả? Dạ. Ừ. Đó. Hôm qua rồi tôi nghiệp ngửa chén tôi với đó. Ôi cậu vô cậu dắt tôi. Đi đứng dậy không được. Dạ. Không mà thôi gớt gì rằng được chết rồi. Trời. Bên công ty á. Dạ. À, không, con không biết nữa cái anh đó ở đâu, người này dưới nói gì có hoàn cảnh gì đó nhờ vô quay giùm vậy đó. Không biết cái anh đó ở đâu nữa mà. Trời, bắt đầu công ty Bột Giặt, cái Bột Giặt A3. À, cái anh đó là bên công ty Bột Giặt hả? Ừ, Bột Giặt A3. Dạ. Anh biết hoàn cảnh gia đình mình, anh nhờ con giúp giùm cho đó. Nói. Rồi, vậy thôi con thăm cái con đi nha cô. Dạ. Cảm ơn dữ lắm. Dạ dạ. Thôi con chào bà luôn nha. Ừ đó. Dạ. Ơi, tôi nhắc lại đó. Dạ. Mình có tiền mình mua thịt đồ ăn nhờ. Cảm ơn nhắc lại. Dạ dạ. Mua thịt mà ăn nha bà. Mua thịt rồi mắm nấu cháo rồi cho nó. Dạ dạ. Mua mà ăn. Đừng có tiết kiệm. Phải để dành chứ dạ, làm dạ. Hết cây. Dạ. Ờ. Lấy gì đâu ăn, lấy dạ, gì uống. Dạ. Thôi con chào bà luôn á. Dạ, dạ, dạ. Ơi, ơi. Cảm ơn dữ lắm.